Khi tôi đưa cái giống lúa này về sản xuất trên vùng đất này thì nó ít nhiễm bệnh, ít nhiễm sâu bệnh và canh tác theo hướng tự nhiên hữu cơ, hoàn toàn là hạn chế tối đa sử dụng thuốc hóa học. Khi sử dụng phân bón thì ưu tiên sử dụng các loại phân bón hữu cơ như là phân chuồng, phân gà, quay mục. Và trong quá trình có xử lý sâu bệnh, hiện tại thì chưa có những cái loại bệnh khó trị xuất hiện trên giống lúa này, ví dụ như là bệnh đau ôn hay là cái bệnh đốm dằn, sâu rầy thì cũng chưa thấy xuất hiện. Đây là cái vụ đầu tiên mà chúng tôi đưa cái giống lúa tím này xuống khu vực Kiên Giang. Thì qua một cái vụ thì hiện nay thì lúa đã trổ rồi, thì nhận thấy là cái giống này nó rất phù hợp với điều kiện canh tác ở vùng đất Kiên Giang này. Và qua cái đánh giá của người tiêu dùng thì người ta cũng đánh giá rất là cao cái giống lúa tím này, đặc biệt là cái dinh dưỡng khi mà nấu ra thì rất là dễ ăn và có độ ngọt cũng như là mềm, hạt gạo rất là mềm, cơm dẻo và thơm. Thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm phần diện tích canh tác ở vùng Kiên Giang này và cũng sẽ hỗ trợ cái đầu ra cũng như là bao tiêu cái sản phẩm để giúp bà con có cái an tâm trong vấn đề canh tác cái giống lúa tím này.